Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn giao diện khi mở phần mềm Revit. Nội dung bài học sẽ bao gồm các nội dung: nắm được giao diện khi mở phần mềm Revit, nắm được các tính năng của một Revit Application. Bài học xin được bắt đầu. Đây là giao diện của phần mềm Revit phiên bản 2015. Mình sử dụng phiên bản 2015 để tiến hành giảng dạy, để có thể giúp được nhiều bạn đang sử dụng phiên bản Revit ở những bản thấp có thể tham gia khóa học này. Ở những phiên bản Revit cao hơn như 2016, 2017 thì các cái vấn đề về giao diện hay là cách sử dụng thì hoàn toàn tương tự, các bạn có thể yên tâm. Ở đây thì khi các bạn mở lên, chúng ta sẽ thấy có ngay chính giữa màn hình, nó sẽ phân ra làm các cái khu vực như sau. Khu vực đầu tiên các bạn sẽ thấy chúng ta có mục Project. Project là nơi chúng ta sẽ tạo dựng và quản lý các dự án trong Revit. Các bạn muốn tạo ra một dự án mới hay chúng ta muốn xem một cái dự án thì chúng ta sẽ vào Project ở đây. Các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có các nút như nút Open, tức là để các bạn mở ra một cái file Project, một cái dự án đã có sẵn trong máy tính. Các bạn cũng có thể kích vào New để bắt đầu một cái dự án mới. Khi bạn kích vào New thì nó sẽ yêu cầu các bạn dẫn đến một cái file gọi là file Template. Template ở đây các bạn có thể hiểu đó chính là tiêu chuẩn để thực hiện dự án. Nếu các bạn đã sử dụng các cái phần mềm như CAD hay là PowerPoint thì các bạn chắc hẳn cũng đã biết đến các cái khái niệm gọi là template rồi. Tức là mỗi cái dự án hay là mỗi công trình hay mỗi công ty sẽ có những cái tiêu chuẩn làm việc khác nhau. Và các tiêu chuẩn đấy chính là các template. Các template nó có thể phụ thuộc vào công ty của bạn sẽ là sử dụng tiêu chuẩn gì, hay là quốc gia mà chúng ta đang thực hiện dự án họ sẽ có tiêu chuẩn như thế nào. Hay là cái dự án đấy là dự án gì, nhà ở thì sẽ có tiêu chuẩn của nhà ở. Đấy, dự án cao tầng thì nó sẽ có những tiêu chuẩn dự án của cao tầng. Hay thậm chí là các bộ môn như là kiến trúc nó cũng sẽ có các tiêu chuẩn để thực hiện dự án khác với các bộ môn như là kết cấu hay là hệ thống cơ điện. Template là một trong những cái kiến thức và cái nội dung quan trọng khi chúng ta sử dụng Revit. Các bạn nếu có một cái template chuẩn thì các bạn sẽ sử dụng Revit rất là nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên nếu các bạn không có một template chuẩn thì cái công việc của bạn nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và tiến độ sẽ rất là chậm chạp. Và cái kiến thức về template là một trong những kiến thức vô cùng quan trọng và đòi hỏi đây là những kỹ năng nâng cao và là những kỹ năng liên quan đến khả năng quản lý và chủ trì. Rất nhiều bạn inbox mình hoặc là xin trên các diễn đàn xin các template. Thì như mình nói, template nó phụ thuộc vào công ty, phụ thuộc vào dự án, phụ thuộc vào đặc trưng của mỗi bên thực hiện. Thế nên nếu các bạn đi xin các template ấy thì nó rất ít khi nó phù hợp được với các bạn, và thậm chí nó sẽ gây trở ngại cho bạn cơ. Bởi vì các bạn sử dụng một cái tiêu chuẩn mà các bạn đi xin về mà các bạn không hiểu rõ nó thì cái việc chúng ta không thể sử dụng, khó quản lý, rất là dễ xảy ra. Do vậy mình khuyên các bạn là nếu có điều kiện thì hãy tự học và tự làm cho mình một cái template, hoặc nếu tuyệt vời hơn, công ty của bạn, doanh nghiệp của bạn có những cái bộ template chuẩn thì nó sẽ rất tuyệt vời. Và mình hy vọng là sau tới mình sẽ có thể tạo ra được những khóa học hướng dẫn để các bạn tạo ra một cái template để phục vụ. Được chưa? Đây là cái phần template ở đây. Còn family là gì? Family các bạn có thể hiểu đó chính là các cái đối tượng, cấu kiện, các cái thành phần cấu tạo nên một dự án. Để xây dựng ra một cái dự án, một cái project trong Revit thì chúng ta sẽ giống như chúng ta chơi trò chơi xếp các family lại với nhau. Thì các bạn hiểu rằng ấy, bản chất của dự án, của project trong Revit là nó được cấu tạo từ family. Nó sẽ có ví dụ như có các family về 3D, như là family về tường, family về bàn, ghế, tủ, đèn, cây cối, con người, ô tô ấy, hay là những cái loại family 2D như là các cái chú thích, những cái đường lưới cột nó như thế nào, level nó trông như thế nào, hay là các cái chú thích về 2D nó như thế nào thì đều là family hết. Đấy, các bạn có thể hiểu như vậy. Và Revit nó có cái môi trường để chúng ta tạo ra những cái đối tượng đấy để thực hiện dự án. Thì các bạn cũng có tương tự, chúng ta có Open để mở ra một cái family trong máy tính của chúng ta. Và các bạn có công cụ New. Thì công cụ New này nó sẽ giúp các bạn vào một cái môi trường để tạo ra những family phục vụ dự án. Các bạn thấy này. Đấy, nó sẽ có những family như family về chú thích annotation, hay những family về làm đồ nội thất này, hay là những family về tạo cột này, family về tạo
cửa sổ này, cửa đi này, rất là đủ thứ, đúng không ạ? Thì bạn có thể hiểu như thế. Còn conceptual maps, đây là một cái công cụ mà nó giúp các bạn tạo ra các ý tưởng về hình khối kiến trúc. Revit là một phần mềm rất mạnh mẽ về thiết kế. Nó có một hẳn một cái môi trường riêng để các bạn có thể tạo ra được những cái ý tưởng hình khối công trình như thế nào. Để từ đấy có thể tiến hành thiết kế, có thể tiến hành mô phỏng, như là mô phỏng về năng lượng này, bạn có thể tiến hành dự toán bóc tách này, vân vân và vân vân. Nói chung là đây là một cái môi trường để các bạn trực tiếp tham gia quá trình thiết kế trong Revit và BIM. Thấy chưa? Và đây cũng là một trong những cái tính năng và một trong những cái nội dung mà các bạn thiết kế mà sử dụng Revit nên quan tâm. Và mình hy vọng sắp tới mình cũng sẽ có những khóa học để giúp bạn thấu hiểu cái công cụ này. Còn Autodesk là một cái đường link để dẫn các bạn đến một cái trang web. Nó cung cấp cho bạn những cái thư viện family mà các cái nhà sản xuất họ cung cấp để chúng ta có thể sử dụng cho dự án. Đây, các bạn có thể kích vào đây. Còn ngoài ra các bạn thấy những cái hình ảnh đây thì là những hình ảnh của những cái file mà chúng ta đã mở trước đây. Các bạn có thể thấy, chỗ đây là những cái dự án mà mình đã mở trước đây, hay là những cái family mà mình đã mở trước đây. Phía bên này là mục resources, này là cái tài nguyên thôi. Nó có những cái hỗ trợ người dùng như các thông tin mới về phiên bản sử dụng, hay là các mục giúp đỡ, các cái kiến thức như là về video hỗ trợ học sử dụng Revit, hay những cái cộng đồng. Được chưa? Các bạn có thể tự tìm hiểu nhé. Kiến thức tiếp theo mà mình muốn nói đến trong khóa học, trong bài học hôm nay, đó chính là cái chữ R này này. Đó chính là mục Revit Application. Các bạn kích vào đây nhé. Thế bạn thấy này, khi chúng ta kích vào đây thì nó sẽ có những cái cụm lệnh như sau. Nó sẽ có cái nút như nút New để tạo ra một dự án mới. Các bạn có sổ ra này. Nó có thể tạo ra một dự án mới, tạo ra một file family mới, tạo ra một cái ý tưởng mới, tạo ra một khung tên mới, vân vân. Hay các bạn có thể có Open, chúng ta mở, chúng ta có thể mở một cái dự án đã có, mở một family đã có, mở một cái file gì đấy đã có. Được chưa? Hoặc các bạn có thể thấy này, chúng ta có thể mở được những cái file Revit mà gọi là file mẫu của hãng Autodesk họ cung cấp cho chúng ta. Và đấy nhá, những cái file này rất là nổi tiếng và các bạn có thể mở nó lên và xem các công trình mẫu của người ta thực hiện như thế nào. Tiếp theo là các bạn có nút Save, Save As. Cái này các bạn hiểu rồi, Save đây là lưu thôi. Save As là lưu ra các định dạng, lưu thành dự án này, lưu thành family, lưu thành các cái template chuẩn hay lưu thư viện. Mục Export là mục chúng ta sẽ xuất cái file Revit sang các định dạng khác như định dạng CAD. Rất nhiều bạn hỏi mình đó là Revit có xuất được sang CAD không, hay CAD có tương tác Revit không, và mình trả lời đó là nó tương tác với nhau rất mạnh mẽ là cái khác. Hai phần mềm này đều thuộc hãng Autodesk và đều thuộc phân mảng Building, thì nó tương tác với nhau là điều rất là dễ hiểu thôi, được chưa? Ngoài ra nó có thể xuất sang các định dạng như là FBX để xuất vào các phần mềm như là 3ds Max, hay là nó xuất sang các định dạng để mô phỏng năng lượng GBXML hay là IFC, hay là các file ảnh chuyển động ở đây. Phía dưới này thì nó có các công cụ về xuất bản và in ấn. Close tức là chúng ta sẽ đóng file. Và ở đây thì các bạn thấy chúng ta có một cái nút là nút Option ở đây. Các bạn kích vào đây nhé. Trong một option này nó sẽ giúp các bạn thiết lập một số cái tùy chỉnh của người dùng. Ví dụ như là các thiết lập chung, như là bao nhiêu phút thì nó sẽ báo cho chúng ta là lưu file một lần. Lưu ý các bạn đó là Revit nó không tự động lưu file, mà nó chỉ báo cho chúng ta một cái thông báo là bạn ơi hãy lưu file đi. Đấy, thì cứ bao nhiêu phút đấy nó sẽ báo bạn một lần, thì các bạn lưu ý đây nhé. Tiếp theo là Username, tức là cái tên người dùng thôi. Cái này thì nếu các bạn nào làm việc nhóm hay là phối hợp giữa các bộ môn thì cái này rất là quan trọng nhá. Rồi ạ. Hay là ví dụ như ở phía dưới này nó có User Interface, tức là cái giao diện người dùng. Nó có các cái thanh công cụ phía trên này này, hay là nó có các cái thiết lập về phím tắt này, cái keyboard shortcut. Đấy. Được chưa? Liên quan đến giao diện người dùng. Graphic là liên quan đến phần hiển thị thôi. Các bạn có thể thiết lập như là cái giao diện chúng ta sáng hay là tối, đen hay là trắng, màu sắc gì, như thế nào ở đấy. Được chưa? File location là nơi chúng ta sẽ thiết lập các đường dẫn đến các cái file có mà chúng ta lưu trong máy tính. Ví dụ như chúng ta có thể thiết lập những cái đường dẫn của các template nó nằm ở đâu, các thư viện template ở đâu. Hay các bạn có thể thiết lập được là các cái thư viện về family nó nằm ở đâu, hay là thiết lập các cái thư viện nó nằm ở đâu. Được chưa?
Rồi, và cái tiếp theo là các mục rendering, là cái này liên quan đến render thôi, cái này chúng ta sẽ tạm bỏ qua. Những cái check spelling này các bạn có thể bỏ qua nhá. Thường thì chúng ta sẽ thiết lập chủ yếu là trong mục general, user interface và file location mà thôi. Được chưa? Rất là đơn giản. Ok. Ở đây thì các bạn lưu ý cho mình nhá. Mình có nói luôn, đó là phần mềm Revit ấy, thì khi các bạn sử dụng các phiên bản, nó có 3 phiên bản hiện tại đang khá phổ biến, đó là 2015, 2016 và 2017. Thì điểm chung của 3 phiên bản này khi sử dụng đó là nó đều chạy trên nền tảng Win 64 bit. Với các bạn sử dụng Win 7 thì phải là Win 7 bản SP1 thì mới cài đặt được, hoặc Win 10 hoặc Win 8.1. Riêng Win 7 phải bản SP1 nhé. Còn nếu bạn nào sử dụng máy tính Win 32 bit thì các bạn phải cài đặt phiên bản phần mềm Revit 2014. Lưu ý cho mình nhé, 2015, 2016, 2017 là không có phiên bản 32 bit. Và mình khuyên các bạn là nên cài Win 64 bit để có thể khai thác được tối đa sức mạnh của phần mềm 3D. Và lưu ý thứ hai nữa mà mình muốn nói đến các bạn, đó là Revit ấy, nó không cho phép chúng ta lưu file xuống các phiên bản thấp hơn. Ví dụ các bạn mà đang sử dụng phiên bản Revit 2017 mà muốn lưu xuống 2016 là không được đâu. Nó chỉ cho các bạn lưu trong cái phiên bản của mình thôi. Do vậy khi các bạn mở file thì chỉ các bạn khi sử dụng đúng phiên bản hoặc phiên bản cao hơn thì các bạn mới có thể mở file. Ví dụ các bạn mà làm trên phiên bản Revit 2016 chẳng hạn, nhưng đối tác hoặc là đồng nghiệp của bạn sử dụng phiên bản Revit 2015 thì sẽ không mở đâu, và các bạn cũng có thể không thể đó là lưu xuống phiên bản 2015 đâu. Các bạn lưu cho mình nhá. Do vậy khi các bạn sử dụng Revit hoặc khi các bạn sau này các bạn đi làm dự án cộng tác với các bên, thì một trong những cái câu hỏi rất là quan trọng khi các bạn làm Revit, làm BIM, đó chính là bạn sử dụng phần mềm gì và phiên bản nào. Nó không giống như CAD có thể dễ dàng lưu xuống bản CAD 2007, hay là SketchUp có thể lưu xuống các bản SketchUp 2012, 2013. Các bạn lưu ý cho mình nhá. Được chưa? Như vậy, trong bài học ngày hôm nay, các bạn đã được giới thiệu về giao diện khi mở phần mềm Revit phiên bản 2015, nắm được các tính năng của mục Revit Application, và mình cũng đã nhắc đến cho bạn một số lưu ý khi sử dụng phần mềm Revit. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.